Xe ôm Grab của Việt Nam có thể thắng được võ sĩ MMA chuyên nghiệp của Trung Quốc. Đấy là bình luận của một cổ động viên Trung Quốc nói về trận đấu của Phạm Văn Nam, nhà vô địch Lion Championship với đối thủ người Trung Quốc tại đấu trường Galaxy Macau. Cùng thời điểm phát sóng Lion Championship LC18 là trận đấu của Phạm Văn Nam tại Trung Quốc, thấp hơn 8cm. Thi đấu với đối thủ chủ nhà, Phạm Văn Nam đã thể hiện được sự khác biệt và đẳng cấp của nhà vô địch Việt Nam khi đã áp đảo đối thủ từ striking cho đến grappling. Mở đầu hiệp 1 là các tình huống đánh đứng thăm dò thận trọng đến từ cả hai. Sang tới phút thi đấu thứ 2, Phạm Văn Nam đã chủ động take down thành công đối thủ. Tiếp đó là các tình huống kiểm soát ground and pound đối thủ cho đến hết hiệp. Sang tới hiệp 2 vẫn là các tình huống áp đảo đối thủ. Đỉnh điểm là tình huống armbar của Phạm Văn Nam. Tuy nhiên ở phút thi đấu cuối hiệp 2, trong tình huống lấy back để re-neck choke không thành công, nhà vô địch Việt Nam đã phải nhận khá đòn đến từ đối thủ. Hiệp cuối cùng khi cả hai đã đều thấm mệt, nhưng Phạm Văn Nam vẫn là người chiếm ưu thế toàn trận khi đưa đối thủ xuống địa chiến. Liên tục là các tình huống round and pound, tuy không thể kết thúc đối thủ bằng TKO, nhưng tất cả màn trình diễn trên đã cho Phạm Văn Nam có được chiến thắng, khiến cho đối thủ thua tâm phục khẩu phục. Bạn có tin